Hôm nay là ngày thứ ba của chuyến đi ha. Mà hôm qua đi chơi về rất là mệt luôn. Và leo với mình mệt mà đến nỗi mà phải đi thác nước đó. Người không có thể nào mà lái xe đến New York nổi. Thì lái từ từ cái chỗ cái thác đó mà lái phải chừng tiếng mấy, 2 tiếng là đuối rồi. Kiếm khách sạn ngủ mà khách sạn quá trời. Hôm nay là lễ, cũng là lễ gì ở Mỹ mà ai biết, lễ lao động gì đó, leo mới được nghỉ mới đi chơi nè. Cũng quá trời người luôn. Mà điện thoại 5-6-7 cái khách sạn gì mới được cái chỗ nghỉ. Nói chung là nghỉ cái khách sạn nó cũng tạm được, đỡ hơn là ở ngoài đường ha. Thì hôm nay bắt đầu đi tiếp. Mà thì ở chỗ New York này, từ đây, từ chỗ này mà lên New York cũng phải 4 tiếng mấy, gần 6 tiếng nữa. Là cái này nó cũng nằm trong tiểu bang của New York luôn. Mà lên cái chỗ thành phố New York đó, là nó xa gì đó, 6 tiếng. Mà giờ ở trời này nó mưa, mưa là do là cái ảnh hưởng của bão Harvey gì ở Houston, Texas, nó đi ngang qua đây đó. Ở Maryland và Virginia thì nghe nói cũng mưa, mà không biết đi tới đó nó có còn mưa nữa không. Nếu nó mưa nữa thì thôi, mình không tham quan được nhiều thì cũng có gì đâu. Lần sau mình tham quan cũng không phải là mình phải muốn là được như gì. Giờ nhiệt độ ngoài là 58 độ F đó, lạnh mà cố luôn, cái mặc áo khoác vô nè, 13 độ luôn rồi. Lạnh quá. Mới có nhiêu đây mà mình cảm thấy lạnh rồi, không biết mùa đông mà tiết xuống sao trời, chắc chết sớm quá. Nên đây là ngày thứ ba ha. Ngày hôm qua là đi chơi là mệt gãi rồi luôn, mà cảnh đẹp tuyệt vời. Để làm xong rồi post lên YouTube cho mẹ mình coi, cho cả nhà coi, cho bạn bè mình ai cũng coi ha, để cho biết về cái cảnh đẹp bên đây như thế nào. Nếu mà có điều kiện thì bạn nào qua thì có thể là đi tham quan, đi du lịch ha. Thì để mình quay cái cảnh ở ngoài cho mà coi nè. Là do cơn bão Harvey á, nó đi ngang cái New York này, nó đi ngang cái thành phố ở đây nên mưa luôn, quá trời mưa luôn, hai bên luôn. Và mười mấy độ C lạnh thấy bà luôn. Đi lên đó còn mưa nữa làm gì đi được vòng vòng, chắc đi về luôn quá. Mà để coi sao, nếu mà đi lên đó mưa hay không mưa ha, quay tiếp cho cả nhà mình coi ngày thứ ba trong chuyến đi. Và hôm nay là ngày chủ nhật ở Mỹ. Hôm nay là 9 giờ mấy rồi, tại bởi vì mình với Leo nghỉ mệt nên tranh thủ đi sớm. Hôm sáu 7 tiếng là tới chợ rồi. 1, 2, 3 giờ gì đó đi tham quan vòng vòng, chứ không mưa thôi, còn mưa thì chắc cũng không chơi được gì nhiều đâu. Vậy ha, thấy cảnh mưa không đó. Mưa bão, ảnh hưởng của bão đi nghe. Tour of Liberty. Yeah. Then we go to the temple. Yes, okay. Okay, ha, lái từ 9 giờ sáng mà rời khỏi khách sạn mà gần cái chỗ cái thác Narapo đến giờ là nhiêu tiếng rồi? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 tiếng rồi. Bây giờ mới tới, gần tới thành phố New York thôi. Thì hai đứa cũng đi lại tượng nữ thần tự do ha. Thì nghe New York có cái chùa đẹp thì mình đi đến đó coi sao ha. Quay cảnh thành phố New York như thế nào. Thành phố New York, thành phố bự Mỹ và thành phố nổi tiếng của Mỹ. Ok ha, mình sẽ quay cho mấy bạn coi. So it's 26 minutes, so we got a lot of time. Ok, I got it. Trời nó hơi nắng. Nhìn yes. If you think the top can be World Trade, huh? Yeah, World Trade. What mean World Trade? Oh, okay. There were the two World Trade Centers and they collapsed, and then they built that one in place of it. Gần tới New York là toàn là tòa nhà chọc trời không ạ? Có chiếc máy bay nó bay gần hả? That's New York famous about a lot of buildings. Very high. Vậy khủng bố, nó vô đó nó khủng bố. Đánh sập thì gặp cái là chết, biết bao nhiêu ngàn người nói đó. That's the bridge between New Jersey and New York. Quái thẳng New York đi.
là trước địa sĩ tên ít có đọc nên đọc không chuẩn, và cũng ráp ganh New York rồi đó, mà cái thằng New York nó bự mà nó nổi tiếng ghê luôn. That mean New York near the Pacific Ocean. Yes, now it's on the Atlantic Ocean. Atlantic too. That means the east coast of United States. Yeah, all of this is shipping. Yeah, shipping where? All these shipping containers over here on the left. Yes. You see all of those shipping containers? Ôi ơi, cái con nó bự. Here's all of the oil. Yes. Nói cái tảng nó là nhìn thiệt nha, nhìn trong mặt luôn á. That's the bridge between New Jersey and New York, right? Yes. Now, look at. Good. Good spot. See all those buildings in the far down there? Yes. That's New York. Yeah, almost New York. All of this is New York. À, mấy cái vùng bên đó là của New York ạ. Can you see? Đó, mấy cái vùng tòa nhà cao chọc trời bên đó. Too hot, too fine. And that's way too. Tay này là tay phải nha. Oh, and over there have the rich way big car, right? Ôi oh, hay ta nước người ta phát triển thấy ham quá. Cố gắng quay mà không quay được không? Đó, tòa nhà rồi đó. Đó là New York đó nha, New York á. Nổi tiếng mà, nổi tiếng gì những cái thành phố chọc trời luôn. Oh my god, talent. That look so noisy, right? I look and I feel dizzy about that. What? New York is what mean? Best city. Best city, huh? Why? Just huge, everything that happened there. Oh, that mean New York have a lot of talent, right? Anh nói New York là một cái thành thủ đô, của cái thành phố New York là một cái thành phố bậc nhất luôn á, bậc nhất của nước Mỹ luôn á. Tại vì mọi thứ thì nó có thể là nó làm và nó xây dựng hay nó làm gì là đều làm được hết. Tới rồi. What? Cái này là toàn là tàu nữa đó. Ồ, thấy New York chưa? That's wonderful. New York. Nhìn nó thiệt á, nhìn kỹ lại hả? Nhà nó nhìn nghẹt không trời, nhức đầu quá. Thấy nó sao mà nó, sao mà nó nổi tiếng như trời. Nó phát triển như là nhìn mà nhà mà nghẹt như kiến. What? The screen. What mean? See, it's like looking straight over there. You see her? Ah, harbor. Oh, tượng nữ thần tự do. You see her over there? Yeah, I can see. Thấy tượng nữ thần rồi nè mà chắc ở trong phim, ủa trong máy không ai thấy được đâu. That look her a lot of people like ponder, you know, freedom. That nice religion. That đó nè, nhìn nè có. Okay. That one who built that Liberty Harbor? Who built? Friend builder. Đi xuống thấp hết thấy rồi, thấy rồi những cái tay đưa lên nè. That. Tượng nữ thần tự do, làm ơn nhìn giùm đi, có ai thấy không? Cây không mà thiệt á, nó không có dùng nào trống để quay á. Đó, cái tượng nữ thần tự do. Mình cố gắng hết sức. Có mấy cái cây đó, thấy không? Thấy không? Đó, tượng nữ thần đưa lên tay trên cao đó. Quả là đúng là biểu tượng của Mỹ.
đâu á. Trinh muốn thấy muốn bứt phá lên một cái gì đó đó, thật sự bứt phá thì Mỹ nó bứt phá. Và cái tượng nữ thần tự do này á thì ông xã nói là ở bên Pháp doesn't fan give US the Liberty Harbor Charter. That means the fans give for US. Prince David gave her to us. Yeah. We built the stand for her. Oh yes. Là cái tượng đó là ông xã nói là bên Pháp người ta cho đó, tượng nữ thần đó. Nè đó, đó. Cái bên Pháp người ta cho về bên Mỹ làm lên, bự lên, còn ở Pháp cũng có mà nhỏ hơn. Ôi giá nhưng chút nữa quay lại cho gần cho đẹp nha. Nhìn từ xa là đã thấy ham rồi á. Thấy cảm thấy nhìn cái tượng đó mình mà mình cảm thấy là mình có một cảm giác là nó mạnh mẽ như một cái giống như là tâm linh vậy. Thì nhìn thấy rất là mạnh mẽ và người ta muốn làm một cái gì đó bứt phá. Mà thật sự cái New York mà để cái tượng nữ thần tự do ở đây á thì New York thật sự là bứt phá. Ok. In the middle there, the tall one. Oh my god, a lot of buildings. That's how... the Empire State Building. Đó. Ở nhà nó bự như không mình biết cái nào là của thằng King Kong. Trời trời, thằng nào cũng như thằng nấy, thằng nào nó cũng chọc trời hết trơn, nó chọc thủng trời hết trơn luôn à. Còn nó cao. Nhìn mà thấy ham luôn trời. Pizza hả? Tòa nhà bự không à. Thật sự nếu mà mình để cho mình giải thích một chút ha, mình hỏi tại sao ông xã nói cái thành phố New York này nó bự và nó nổi tiếng và nó có nhiều thứ mà người ta muốn là được có ở đây hết, đều xảy ra ở đây hết, muốn gì cũng có và nó làm được cái gì mà nó muốn, đúng không? Và mình hỏi ông xã tại sao ta làm được. Nhưng mà khi mình nhìn cái tượng nữ thần tự do, mình có một câu trả lời ha. Tại vì mình là người đạo Phật ha, mình rất là tin tâm linh ha. Mình cảm giác cái tượng nữ thần tự do đứng ở đó ha, và làm cho cái nước Mỹ này ha nó bứt phá lên và nó vượt ra khỏi cái năm châu luôn ha, bốn biển năm châu luôn ha. Thì đương nhiên là Mỹ đã làm được điều đó. Và cái New York mà thành phố New York này nơi đặt cái tượng nữ thần tự do á, có nghĩa là gần cái tượng nữ thần đó nhiều nhất, nên á nói chung là thần ban phép ha, mình nói vậy luôn đi, thần ban phép nên cái New York này nó phát triển ghê gớm như vậy. Đó là cái phần nhận xét của mình ha. Giống như mình tin đạo Phật ha, cái chỗ nào mà đặt cái tượng ha là cái vòng quanh cái xung đó, xung quanh đó ha, các bạn nhìn đi, nếu mà các bạn chịu tìm hiểu ha, thì tâm linh là những gần đó là những cái bông ha, cái hoa ha, nó rất là đẹp luôn, dưới chân mẹ đồ ha, là mẫu mẹ đồ á, là nó rất là đẹp. Đương nhiên là cái tượng nữ thần này tự do này cũng vậy, đã làm cái tượng nữ thần tự do này đứng ở thành phố New York, nên nó làm cho New York nó trở thành nó mạnh mẽ và nó nói chung là nó phát triển bậc nhất luôn, và một thành phố đáng sống trên thế giới ha, trên thế giới, trên năm châu, và cho những người Mỹ leo cũng long cũng thích ở nhất ở cái thành phố này luôn. Nhưng mà mình nghĩ nó quá phát triển và nó quá ồn ào đi. Mình sống ở khu vực này mình phải bon chen ha. Thì đó là một chút cảm nhận của mình khi mà mình thấy được cái tượng nữ thần tự do. Nói chung là mình coi hình đồ này kia nọ mình không cảm thấy ý nghĩa nhiều nha, nhưng mà khi mình đi qua như vậy thì mình cảm thấy cái ý nghĩa và mình muốn nói cho các bạn nghe và các bạn hiểu ha. Ok rồi, xuất hiện dọc trong những cái thành phố của New York ha. Bây giờ mình đã hiểu cái lý do vì sao mà New York nó phát triển ha, vì sao mà nước Mỹ nó nổi tiếng ha, và New York là một cái thành phố lớn và đáng sống ha. Đó là cảm nghĩ của mình. Còn ai mà không hiểu thì thôi, thì mình cũng không cần họ hiểu, nhưng mà cái cảm nhận mình là cái điều đó mình muốn nói cho mấy bạn nào biết. Thì cái vấn đề tâm linh đó, các bạn không bao giờ mà nhìn thấy và không ai có thể nhìn thấy và không có ai có thể mà chứng minh. Thì khi mình nhìn từ xa mình thấy cái tượng nữ thần đó, trời ơi, nhìn rất là mạnh mẽ luôn ha. Nhìn là mình muốn bứt phá lên và mình muốn làm một cái điều gì đó mà rất là mạnh mẽ luôn, và họ sẽ làm được. Đây, chính vì vậy mà New York nói riêng và nước Mỹ nói chung là nó mạnh và mạnh vô cùng luôn, hay vô cùng. Nói chung là đáng lẽ là người Mỹ rồi người ta tin đạo Chúa hay này kia nọ, thì không biết tượng nữ thần đó là thuộc về đạo gì nữa, mình cũng không biết. Nhưng mà nói chung là đạo gì nó cũng có một cái tâm linh mạnh mẽ, nếu mà mình
mình hiểu và mình tin sâu sắc. Mình thì là người đạo Phật nha, mình tin và mình tin những gì mà mình không thấy và mình rất là tin tưởng. Không thấy và không nghe luôn ha, nhưng mà tin rất là tin. Ok, lát quay tiếp. Quay. Đó. Yes. Trời trời, cái kiểu tòa nhà mà đọc và là ai nữa nè. I saw. Yes. Và chính vì nó như thế và nó biến New York là trở thành một cái thành phố mà nổi tiếng nhất trên thế giới ha, là những trong một trong những thành phố nổi tiếng. Ở mình cũng nghe là mình đã biết nổi tiếng rồi, và lý do tại sao nổi tiếng thì ở tại nó nổi tiếng, lý do tại sao nó phải mệt, tại sao nó phát triển ở tại nó phát triển, không phải không, nó có một cái lý do, chứ không phải là cái gì nó cũng có nguyên nhân và có lý do của nó hết, chứ không phải là mình nói mà nói dạng không không, ừ nó vậy, ừ nó kia, không đúng, phải giải thích. Mà mình giải thích vậy đó, ai tin thì hiểu, không tin thì mình cũng chả biết nói sao, không sao hết, bình thường, mình hiểu được rồi. Nhìn nè, nó bự nè, em nào em nấy nó đụng lên trời không à, chọt chót, giống như cái tay cầm của bà nữ thần, của tượng nữ thần tự do vậy đó, nó bự quá, ghê lắm. Này giống như mình đi trong cái khuôn viên mà đảo, cái đảo nhỏ có con dòng dòng nước nó chảy qua. Trời ơi. Đứng ở ngoài mới chụp được. Lát chụp tiếp đi. Ở đây vô trong đây chụp không được. Chụp nó không có đẹp. Chụp nó mấy cảnh không dính người đâu mà. Thấy là muốn quay à, thiệt cho nó đẹp á. Thấy là muốn quay à. Ở nhà, nếu mà ở nhà mẹ mình cũng coi được ha, mấy cháu mấy em nè ha, coi được hết ha, mấy bạn nào coi được hết ha, khỏi cần đi qua Mỹ cũng nhìn thấy rõ ràng nó luôn. Nữa hai đứa gửi xe không mà giờ đội bộ lại tới chỗ tượng nữ thần tự do. Ở đây cái này gửi xe có người ta chạy xe xong rồi gửi mấy tiếng á, ta lại ta giao xe cho mình ha, mình nói mấy giờ á ta giao. Cái nó bự nè, nó bự quá trời bự, không biết nhìn mà mình thấy chóng mặt quá, mình thấy nó bự rồi nè, thấy nó thấy ham không, đâu bự chuyển vậy đó, mạnh quá, sức mạnh quá, mình nhỏ nhoi quá, mình không thể nào ấy được thôi. Tự do sao mở thuốc bên kia ha, sao mà qua bên nữ thần được. Ông xã nói phải đi tàu qua nha. Mấy cảnh nè, mấy cảnh này nó cao quá, nó bự quá, mình không chụp hình được kìa. Người nữ thần ở bên đó kìa, đẹp quá à. Vòng vòng thành phố New York ha, những cái building, những cái tòa nhà chọc trời ha. Hồi nãy giờ mưa, giờ lại đây cái hết mưa mình có thể đi ra đó được, mình lại tượng nữ thần được, nhìn thấy người mình cảm thấy nó có một cái cảm giác tâm linh mạnh mẽ quá. Mình nói cho những người hiểu con nghe thôi, chứ còn những người không hiểu người ta không có biết mình nói gì đâu, người ta nói mình bị khùng á, nhưng mà thật sự mình không khùng đâu, mình biết và mình có một chút ít gì hiểu về cái đó nên mình biết. Ra tượng nữ thần tự do ha. Tượng nữ thần tự do, nghe các tên là biết tự do rồi, nghe đến Mỹ là thấy tự do rồi, tự do thì mọi thứ hết. What? Why? Ok. That's so dark, you know. That's the way nè. Giờ nó bự quá, trời bự luôn. Kiếm đường nào mình chụp được cái hình bây giờ. Phải đứng xa mới chụp được, chứ đứng thằng gần là chụp không có được. Đường nữ thần ở bên đó, rút bên đó.
thấy mát mẻ ghê đó. Hơn nãy trời mưa rồi. Muốn đi ra tượng nữ thần tự do đó phải mua vé ha, có những cái tàu ha chạy vòng vòng ngoài đó đó, đưa mình tới tượng của bà nữ thần ha. Mình kêu bà đi, mình còn có xíu mà bà kính mạnh bà mạnh lắm á, mình không có ấy để ra trước mình quay nữa cho coi ha. Leo phải mua vé nè đó, mình nhìn mấy cảnh nó tuyệt vời làm sao đó luôn. Đào ra ngoài đó phải có tàu ha, đợi tàu 10 phút nên mình cứ leo ngồi gần cái bãi này chờ nè. Đó, bên đó là nhà hàng rồi này kia nọ ha, cái building này nó bự nè. Đó, chụp như vậy mới được thôi chứ chụp gần là nó cao lắm, không thể nào chụp được hết. Nó vướng cục đèn cục điện này sao chụp, nó lại gần quá thì nó sẽ bị vướng, khó cho mình chụp ghê luôn á. Hướng này thì nó không đẹp, nó dưới cây hết trơn, rồng đó chờ khủng long của mình đang chờ nè ha, khủng long nè, mặc cái ghép không chút đi nó tiếp, nó chói chói nhìn ra ngoài đó, nó đeo mắt, nó đeo kiến, một phần nó cũng điệu nữa thôi, kệ đeo luôn đi ha. Xong rồi giờ đang xếp hàng để ra tàu, để ra cái tượng bà nữ thần tự do ha. Vui quá à, ở đây nó đẹp quá à, nó sang trọng quá, nó sang chảnh quá à. Việt Nam mình biết khi nào bằng ta trời. Biết khi nào bằng người ta, ra mình còn thua xa người ta. À, mình và cũng lòng đi ra đó ha, thì có những người ta tham quan xong rồi người ta đi về lại, còn mình thì đứng chờ chừng nào ta lên hết thì mình sẽ xuống ha, vào đó trước mình đi ha. Ok, chút quay tiếp cần tạo người ta đang đi lên ha, đó lên người ta xong rồi lên đó được mình ha. Ừ, mình mình hết người tới mình xuống tham quan xong ta lên, rồi tới mình xuống mình đi tham quan diễn kiến nữ thần và nữ thần ha, tới mình ra tàu ha, tới mình đợi mình đang đi lên ha, ra tàu. Thì hôm nay là cái thời tiết nó bầu trời nữa, bầu trời nó hay âm u quá nên nó không đẹp thôi, chứ nếu mà nó mà trời một ngày mà nó quáng đãng là nhìn nó đẹp lắm á trời. Nhưng mà thôi kệ, mình cũng đã đến đây là cái duyên rồi, không mưa là may lắm rồi, mưa là mình không có thể thăm viếng được đâu. À, giờ mình được thăm viếng nè, thấy không? Mình ra tới đó là xung quanh là tàu nè, đang đón mình ra nè. Đó. À. Vô tàu ha. Ở bên trong. Mình nói trời nắng ở đây nó rất là đẹp luôn, nhưng mà tại vì là trời mưa rồi nên nó có mây nó âm u chút mà đỡ hơn là nó ướt nhẹp mình luôn. Where we go? Upstairs. Hey.
ngồi chờ chờ mấy người đó người ta vô tiếp nữa nè. Ó quá trời người luôn. Kiếm người đang chụp hình cho hai đứa thôi, đứa lùn đứa cao nè coi. Ó quá trời đồ. Thế quá à. Mấy đừng dừng đón khách xong rồi đi nữa. Bây giờ nè mấy cái tàu này đẹp quá. Bây giờ lại view để chở khách đi vòng vòng nha. Ấy da. Nhìn Mỹ nó đẹp quá trời luôn á, không biết đường sao mà cho nó đẹp ghê gớm luôn. Đẹp. Alright, now welcome aboard those who have joined us here at Wall Street. My name is Heidi. I'm your guide. Đó, chơi ngắm cảnh hồ. Nghe nhạc. Xã nó cái cầu màu đen đó. Crossing from Manhattan to Brooklyn. These are two of the five boroughs.